xong không đấy? Đâu, đâu có xài xi đó đâu. Không khóa lại chưa? Khóa rồi. Không có xài. Khóa lại đi rồi lấy. Sao nó vụt ra? Không có xài nó. Không xài nó. Mai kêu lại lên gặp xem chặt cái này. Lúc vụt quẩy quẩy em đi nó ra. Mấy cây nó xuống âm. Nước à? Để 10 không chữ 2 cái này vẫn khô. Ôi, khô hay sao khô? Trời ơi, cái này đập hơi nhão. Chứ phải không nhá. Đã có nói khô mà cái chục lít nước mà. Tần. Nãy chữ 5. Nó khô mà bê tông mà nó đứng lại luôn vậy mà em kêu là 10 đồng chữ 2 đâu ra. Bao nhiêu lít nước? Nãy em tăng 5 lít. Tao kêu 10 lít sao mày tăng 5 lít? Tăng thêm cho nó đi. Không, cái mẻ này mới là 5, còn cái kia anh tăng lên thêm 10 lít thì mẻ này đã là 10 lít rồi. Nãy em tăng 5 còn cái này là thêm 5 lít nữa là 10 lít. Rồi mẻ này là 10 lít. Rồi thành cái mẻ trong nó khô. Nói làm sao nó không chạy? Đâu, nó vừa mới đang lên, em đang chưa cho đóng nó lại chứ. Nãy nó bây giờ em đóng lại nó chạy không? Bây giờ đóng lại coi. Đó, bây giờ nó mới chạy nè. Đúng không? Hồi nãy em đóng lại sao nó chạy được? Trên đây nó full mà sao chạy? Trên đây nãy nó full. Cái này nó lúc trong 70-60 là cứ nhấp nhảy từng full. Nó tự nhiên, nhưng mà em đóng vô nó đâu chạy, nó hiểu full nó đâu chạy đâu. Thank you.
dày xuống đó nó mới được nè. Chứ ổng kêu lấy đường sụt 10 cộng trừ 2 mà em lấy ở tại trạm 10 cộng trừ 2 thì chạy xuống đó mẹ nó còn có 7 à. Đúng không? Em nó mất sụt ngay chứ sao? Bác 100 có bao nhiêu phụ gia đâu. Cái này là giờ xả chậm đấy nhỉ. Giờ nó chắc xả đá xuống. Hả? Tại sao xả chậm? Lý do. Lý do tại sao nó không có xả? Nè, lý do tại sao ta cốt liệu này nó phai rồi nó không có chịu căng. Em lên tự động coi, em lên tự động coi. Rồi bật lên tự động em nhắm rung cái có đá không? Không. Không có đá đúng không? Giờ nó phải cân tay. Rồi cân tay. Tiếp về 4 tôi cả 4. Hết rồi. Anh Luyến ơi. Ơi. Xem hộ em cái đá to của trạm 90 xem còn không, sao mãi em xuống. Đây, để hỗ trợ anh không xuống về anh chưa về. Rồi, rồi. Chờ tí đã. Có là cái em cần có mãi nó xuống nó đủ. Cân đá từ không bùn thì chẳng chẳng ai chẳng chẳng ai cân một tí đá hai bùn rồi trả lại không được. Ba trăm mà lấy ra không được hết rồi. Cái này đá này đó rồi. Nên là giờ là sửa cái đồ sụp. Rồi xả đi, trộn đi. Lít đi.
Rồi. Đây chưa? Chưa rồi. Rồi nước, lấy tăng nước luôn, tăng nước nữa. Đó luôn nhé. Công ty nè, mấy công ty tàn xe hơi không không ghê không, kèo lên cân thấy không, như 2-3 tấc cũng không được nữa chứ bị dở.